sau hàng loạt các vụ mất cắp hành lý liên tiếp xảy ra tại các sân bay, gây bức xúc trong dư luận mà các phương tiện truyền thông đã đưa tin. Mới đây, Cục Hàng không vừa khẳng định sẽ chấn chỉnh vấn nạn này, trong đó sẽ tăng cường hoạt động khám xét nhân viên và phương tiện vận chuyển cùng công an thực hiện chuyên án điều tra. Thông tin của chương trình về vấn đề này. Trong thông báo phát đi ngày 25 tháng 5, Cục Hàng không cho biết, nhằm củng cố niềm tin của khách hàng với ngành hàng không, các biện pháp phòng ngừa được tăng cường như kiểm tra người, phương tiện nội bộ ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là những nhân viên phương tiện có liên quan trực tiếp đến phục vụ hành lý, hàng hóa. Cục cũng yêu cầu hạn chế số lượng lối ra vào nội bộ, tăng cường giám sát bằng camera, thiết bị theo dõi hành trình. Ngoài ra, Cục Hàng không đang phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an mở các chuyên án về việc trộm cắp tài sản, hành lý, hàng hóa. Về lâu dài, Cục Hàng không đưa ra các quy định để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị và yêu cầu có chính sách, chế độ đãi ngộ, thù lao xứng đáng để nhân viên gắn bó với đơn vị, công việc. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cảng vụ Hàng không, năm 2013 và 2014, tại sân bay Nội Bài xảy ra 12 vụ mất trộm hàng hóa trong hành lý. Tình trạng này đặc biệt gia tăng kể từ cuối năm 2014 tới nay. Nhiều hành khách phản ánh không chỉ mất đồ ở sân bay Nội Bài mà hành lý còn bị phá hoại, vali bị rạch nát, cho dù đã quấn nhiều lớp ni lông hoặc là băng dính bên ngoài. Trước đó, thì Công an quận Cầu Giấy đã bắt quả tang Trần Hữu Đức, 22 tuổi, quê Đô Lương, Nghệ An, đang tiêu thụ 16 chiếc điện thoại di động tại một cửa hàng điện thoại. Qua điều tra, thì Đức khai nhận là nhân viên bốc xếp của công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển hàng hóa Nội Bài và số điện thoại trên được móc trộm từ một kiện hàng tại sân bay Nội Bài. Ngoài ra, cũng trong năm 2014, tại sân bay Nội Bài, hai nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển hàng hóa Nội Bài cũng bị bắt quả tang khi đang dùng dao rạch một kiện hàng để moi thẻ điện thoại di động của một công ty gửi qua đường hàng không. Hai nhân viên này đã moi được 1.000 thẻ điện thoại để chia nhau đem bán. Những thông tin trên được đăng tải trên báo Lao động.